Rồi cái máy mình đang gặp tình trạng, ví dụ nha, đây mình chỉ in test cho các bạn xem. Ví dụ đây mình sẽ in test. Đây mình đang in test này. À, nó bắt giấy. Hai cái. Rồi, ba cái không bắt giấy. Và nó sẽ báo cái đèn báo giấy. Đây mình sẽ xem và chỉ cho các bạn cách mà chúng ta có thể khắc phục. Trước tiên chúng ta tháo cái khay giấy này ra. Rồi các bạn để ý vô cái cao su khéo giấy này. Ở chỗ này. Thì mình thấy là nó đã bị mòn rồi. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để chúng ta có thể là khắc phục nó. Nếu mà các bạn có linh kiện thì chúng ta nên thay cái keo giấy này. Nếu mà chưa có thì các bạn có thể làm như sau. Đây là mình sẽ tháo cái keo giấy này ra nha. Đây là khi mình tháo ra mình thấy chỗ này nó hơi bị mòn này. Để khắc phục thì mình sẽ chêm một tấm giấy. Đây, mình sẽ cắt và mình chêm một miếng giấy ở phía bên dưới cao su này. Đây để khắc phục mình sẽ cắt một cái tờ giấy, mình sẽ nốt ở phía bên dưới cái kéo giấy này, bên dưới cao su để cho nó đội cái cao su lên cho nó có một lớp bám hơn. Đó, mình đã hoàn thành, bây giờ mình sẽ ráp nó vô. Rồi, đây mình đã gắn cái keo giấy vô này, bây giờ mình sẽ tự test lại cho các bạn xem. Mình in test này. Sau khi mình đã chêm tờ giấy vô cái cao su. Đó, bây giờ nó đã kéo lại được giấy này. À, đúng nó lúc đầu nó không kéo được, mà bây giờ nó kéo được rồi. Rồi, chúc bạn thành công nha.